Mình là người thích viết và cũng đã đăng nhiều bài ở các diễn đàn tranh luận, cũng như theo dõi nhiều cuộc tranh cãi. Sau những năm tháng rầm rề nằm vùng và làm anh hùng bàn phím ở nhiều mặt trận trong và ngoài nước, và chấp nhận bị chửi rủa là thằng Việt Cộng, chống cộng, BD, biến thái, vô học, chỉ biết học không biết gì ngoài đời, thì mình tổng hợp được những lỗi tư duy phổ biến này và chia sẻ với mọi người. Những lỗi tư duy này không phải là ngụy biện. Ngụy biện theo mình thấy chỉ là dấu hiệu của tư duy lỗi. Giống như người nóng sốt thì là dấu hiệu của bệnh sốt rét. Nếu không chữa trị sốt rét mà chỉ nhằm hạ sốt thì người bệnh không khỏi được. Bài viết này nhằm giúp chúng ta phát hiện ra các lỗi tư duy hay mắc phải. Thứ nhất, tư duy tuyến tính, linear thinking. Tuyến tính có nghĩa là đường thẳng. Trong toán học ta có phương trình đường thẳng, linear equations, như y bằng 2x trừ 1. Khi bạn vẽ x và y ra trên biểu đồ thì nó sẽ thành một đường thẳng. Ta thấy rằng x càng giảm thì y cũng giảm theo cùng một hằng số. Trong phương trình này là 2. Mở rộng ra thì kiểu tư duy này rất phổ biến trong xã hội. Ví dụ như nhiều bậc phụ huynh nhồi vào đầu con trẻ rằng càng học cao thì ra trường làm lương càng cao. Càng bỏ nhiều thời gian ra cắm mặt vào việc học với sự chỉ dẫn của roi mây thì con mình sẽ càng điểm cao. Tư duy này cũng thấy trong mặt tình cảm như con gái càng xinh càng khó cưa, trai càng giàu càng nhiều gái và trai thích. Các nhà tâm lý học ước đoán 90% suy nghĩ của chúng ta đi theo tư duy tuyến tính. Càng chơi game nhiều càng học dở, chủ đề ưa thích của các bậc phụ huynh. Con bé đó học giỏi lắm, sau này ra trường chắc có việc tốt. Năm nay công ty chúng ta làm ăn thành công, năm sau sẽ còn thành công hơn nữa. Lúc này thì khổ nhân viên sales bị giao chỉ tiêu cho chết. Công ty đó giàu lắm, vô đó làm chắc sẽ lương cao. Cái này có vẻ đúng nếu bạn xinh và được làm thư ký giám đốc. Vậy thì tại sao tư duy này không ổn? Câu trả lời rất đơn giản. Thế giới của chúng ta không hề tuyến tính. Thế giới của chúng ta có thể sẽ trông như đường cong parabol, hay hình zig zag, hay thậm chí đôi lúc nó sẽ là hình vuông, hình tròn, hình trái tim hay là một mớ hỗn độn xù xì gì đó. Nếu chúng ta luôn áp dụng tư duy tuyến tính cho các vấn đề hình thù phức tạp đó, thì chúng ta chỉ cứ kẹt mãi với vấn đề đó. Như chẳng phải các nàng ế vẫn hay than thở rằng tại sao xinh gái, học giỏi, nhà giàu như mình vẫn không tìm kiếm được một bờ vai nương tựa. Hãy liên lạc với Husky Wannafly nếu cần nhé. Viết như vậy không phải để nói rằng tư duy tuyến tính là tệ hại. Trên thực tế, nó giúp chúng ta giải quyết nhanh nhiều vấn đề đơn giản. Ví dụ như logic, càng thức khuya thì càng mệt mỏi. Nhưng nó chỉ dừng ở mức đó, những vấn đề đơn giản. Chúng ta cần nhận thức rằng có phải chúng ta đang dùng tư duy tuyến tính cho những vấn đề phức tạp hay không, và phải áp dụng tư duy khác nào. Còn đó thì là một câu chuyện dài khác. Thứ hai, tư duy phóng đại. Cái tên của nó đã nói lên tất cả. Bạn phóng đại mọi thứ từ những kinh nghiệm riêng của bản thân, và nó là đối thủ cạnh tranh mạnh với tư duy tuyến tính ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tư duy nào giúp bạn suy nghĩ giống học sinh tiểu học? Hay là bạn đọc về chủ đề tình cảm vợ chồng ghen tuông, ngoại tình và thấy có một cô gái 20 tuổi trải đời và bình luận rằng sau bao cuộc tình thì cá nhân em thấy đàn ông là loại bla bla bla. Tức là cô ấy thì đang phóng đại bản thân, kiểu như em ngủ với 3 người rồi em thấy như vậy, nên em đoán ngủ với 100 người khác thì cũng như thế. Nhưng không phải chỉ riêng cá nhân nhỏ lẻ bị, mà cả các công ty lớn như Coca-Cola cũng bị lỗi tư duy này. Bạn đã bao giờ nghe đến nước Coca-Cola mới, The New Coca-Cola chưa? Tất nhiên là chưa rồi, vì nó đã nhanh chóng thành thảm họa sau khi ra thị trường được vài tháng, và Coca đã cố làm mọi thứ để mọi người quên nó đi. Câu chuyện buồn của Coca mới là như sau. Đó là những năm 1980, và đối thủ đáng ghét của Coca-Cola là Pepsi có vẻ như đang đánh bật ông trùm nước ngọt này để giành ngôi vị dẫn đầu thị trường đồ uống có độc, đồ uống có gas. Và tất nhiên là Coca-Cola không thể để yên cho chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ làm ra thứ đồ uống ngọt hơn hiện giờ. Ông chắc chứ giám đốc? Tất nhiên, ông không thấy lũ ấy khoái ngọt như thế nào à? Càng ngọt càng tốt. Vậy thì ông sẽ đặt tên cho nó là gì? Suy nghĩ hồi lâu, viết viết vẽ vẽ. Tôi sẽ gọi nó là Coca mới. Wow, giám đốc thật là sáng tạo. Mỉm cười tự khen. Thế nhưng nó nhanh chóng thành thảm họa. Nó không chỉ là thảm họa vì các vấn đề liên quan đến marketing, thương hiệu, mà còn vì một lý do bất ngờ. Khách hàng cảm thấy nó tệ hơn nước Coca cũ. Tại sao lại như thế? Lý do rất đơn giản. Khách hàng của Coca-Cola, và nhất là những người đi đường bụng đụng cột điện, không uống chỉ một ly Coca như lúc thử nghiệm. Không, không ai lại hành động theo kiểu thứ nước này ngon quá, mình chỉ uống một cốc thôi. Họ sẽ nốc cả lon trong một phút, hay khui cả chai 3 lít để uống trong lúc tiệc tùng với bạn bè. Và vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bạn uống cả lon Coca mới hay cả chai, bạn sẽ thấy nó quá ngọt, ngọt đến mức khó chịu. Như vậy, Coca-Cola đã phạm phải sai lầm nghe đơn giản nhưng hậu quả để lại rất lớn. Họ suy nghĩ rằng vì khách hàng uống thử một ly và thấy ngon, họ vẫn thấy ngon khi uống nhiều hơn. Họ đã phóng đại thành công lúc thử nghiệm lên thành công lúc sản xuất. Làm sao để tránh kiểu tư duy phóng đại này? Đó là chúng ta phải nhìn toàn cảnh sự việc, tập mở rộng tầm nhìn ra,
và đó lại là một câu chuyện dài khác. Tuy nhiên, mình cũng không nói rằng trải nghiệm cá nhân là không đáng quan tâm, nhưng thực sự trải nghiệm cá nhân chỉ là một góc nhìn nhỏ trong một vấn đề lớn. Chúng ta cần tổng hợp nhiều trải nghiệm cá nhân của nhiều người khác nhau để có thể có được cái nhìn bao quát về một vấn đề. Và đó là lý do tại sao mà ở Spider Room chúng tôi xuất bản sách từ rất nhiều tác giả khác nhau để mọi người cùng đưa ra góc nhìn trải nghiệm của bản thân cho các bạn tham khảo. Xin lỗi Husky Wanna Fly một chút, tiện thì tôi quảng cáo tí thôi. Thứ ba, tư duy nhị nguyên. Cũng nằm trong top 3 bảng xếp hạng là tư duy nhị nguyên, hay mình còn gọi là tư duy bóng đèn. Cái chức năng của bóng đèn nó rất đơn giản, như là đầu của mấy thằng tư duy giống nó vậy, nó chỉ có thể sáng và tắt, chỉ có đúng hai chức năng như thế. Tại sao lại gọi là tư duy bóng đèn? Vì tư duy đó chỉ có hai lối suy nghĩ, hoặc là A hoặc là B, và quan trọng là A, B không thể xảy ra cùng lúc. Thuật ngữ tiếng Anh để chỉ kiểu tư duy này là binary thinking, hoặc black and white thinking, trắng và đen. Nó thường thể hiện như này. Chuyện 1, An, tại sao người ta ăn nói thô lỗ vậy nhỉ? Cứ thấy người khác bị mụn là bu vô hỏi, ôi sao lắm mụn thế, lại thức khuya tương tự ai à? Bình, thấy có mụn thì nói mụn, chả lẽ lại bảo ra láng. Nói ra thì bảo thô lỗ, không nói thì lại bảo nịnh. Chuyện 2, An, tôi thích con trai đọc sách ghê, họ thường rất là trí thức, hiểu biết nhiều. Bình, nói vậy là sao? Chả lẽ con trai không đọc sách là ngu dốt, kém hiểu biết? Chuyện 3, vẫn chưa rõ sao An có thể tiếp tục nói chuyện được với cha Bình này, nhưng thôi cứ tiếp tục nào. An, ấy ông xem clip của ông công an kia chưa? Ông ấy đá chậu cá rổ rau của mấy người ngoài chợ kia kìa. Bình, vơ vẩn, không giải tỏa vỉa hè thì chửi chính quyền không biết bảo vệ vỉa hè, còn giải tỏa thì cũng chửi chính quyền. Ok, mình phải dừng ở đây trước khi có cả tá anh, chị Bình nhắn tin dọa cho mình thăng hoa trong đêm nay. Nhưng mà tư duy như cái ông Bình vô duyên bất lịch sự trong ví dụ, nhấn mạnh là cái ông trong ví dụ thôi nhá. Nó là tiêu biểu cho kiểu tư duy nhị nguyên. Bạn thấy đấy, tư duy nhị nguyên rất đơn giản, nó khiến cho bạn nhìn đời rất đơn giản, nhưng cuộc đời thì thật sự có đơn giản bao giờ? Kết luận, đó là những lỗi tư duy mình thu thập được, hy vọng mọi người thấy nó hữu ích. Khi nào thu thập được thêm nữa thì mình sẽ viết thêm một bài khác cho các bạn. Và lần sau mình hứa sẽ không lấy tên Bình nữa. Còn tôi thì hy vọng các bạn sẽ vào website Spider Room vào bài viết này và nhắc Husky là ông đã thu thập được thêm đủ dữ liệu chưa? Viết thêm bài khác đi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.